hiệu là ETS. Khi mà chương trình này góp bằng 2.500 nếu cần ETS, con này 1 ETS bằng giá bằng 0.05 đô. Ai góp dùng dùng hai mình đã về các bạn, mình show bằng chứng cho các bạn coi nha các bạn, để có tinh thần mình tham gia dùng ba nha các bạn. Này nha các bạn, tự động nó về luôn rồi. Các bạn mở bot lên chatbot, đầu tiên clip phần link mô tả mình, các bạn bấm nút ta. Sau khi bấm nút ta xong, các bạn lướt cấp tra nha các bạn, mình lướt cấp tra sai rồi nè, lướt cấp tra nè. Rồi sau khi các bạn lướt cấp tra đúng, các bạn vào đây mà follow một kênh channel và một kênh group của nó các bạn. Rồi theo quay thì các bạn follow request và pinbot like cho nó một bài nha các bạn. Rồi join vào kênh Telegram, follow theo quay hai kênh. Rồi subscribe lên YouTube nó, rồi các bạn bấm vào nút submit reaction. Sau khi bấm submit reaction, các bạn ghi lại username Telegram, các bạn vào setting copy username Telegram. Rồi các bạn ghi lại username theo quay, các bạn vào trang cá nhân đầu ngữ của mình, các bạn lấy cái username theo quay của mình mang ghi vô. Rồi các bạn gửi là cái đường link YouTube profile của mình nha các bạn. Các bạn mở trang kênh YouTube của mình, các bạn chia sẻ, các bạn sao chép, bạn copy vào. Rồi bạn bắt địa chỉ với RC20 wallet với chút wallet MetaMask anh tôi cần mình nền tảng RC20 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào dot 3, bạn sẽ nhận được 500 token của cái hiệu này ETS. Các bạn ghi việc lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc thì không hiểu, các bạn có thể để lại comment với mình, trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.